Alo, chào mọi người. Thì hẳn là chúng ta cũng biết là thời gian gần đây thì Exeter 155 VVA ra thì làm mưa làm gió. Nhưng mà gì thì gì, mỗi hãng xe nó sẽ có một cái thế mạnh khác nhau. Thì đối với mình thì một con Suzuki Sachia hoặc là Raider vẫn có cái thế mạnh của nó, vẫn có sức hấp dẫn của nó với mình. Cái sức hấp dẫn của nó đầu tiên đó chính là cái gì? Cái thân xe của nó rất là gọn và nhẹ, nó gần như chẳng có gì nhiều dàn áo, mọi thứ nó đều gọn. Thì nó theo một cái trường phái là một cái xác xe phải gọn và nhẹ, nhưng mà động cơ thì phải mạnh và lực. Thì dĩ nhiên nó sẽ có những cái điểm yếu. Điểm yếu đầu tiên của nó chính là cái dàn phục trước của chúng ta nó quá nhỏ. Phục riêng của Sachia Raider nó quá nhỏ. Chỉ cần một cái tai nạn nhẹ thôi, chỉ cần hút đứt một ai đó hay gì là cái phục nó cong. Nhưng mà không sao, thì dàn phục để XR150 đã có thể khắc phục điều đó. Đây là một cái dàn phục mà có thể nói là có một tí xíu gì đó tinh chỉnh lại là có thể bắt được cho Sachia và Raider, chứ không phải là chế quá nhiều. Tại vì thật ra thì Suzuki nó cũng là dòng này dòng kia thì nó cũng sẽ tương đồng khá nhiều. Thì đây là chiếc xe mình đã thay nguyên một bộ phục của kỹ XR150. Đi kèm với đó mình cũng đã quyết định là đi lên cho nó một cái đĩa lớn xe 320 của Frango kèm đồng đĩa. Sau đó là đi một con heo Brembo M50. Rồi khi mà đi heo Brembo M50 và đĩa lớn rồi thì không thể thiếu nữa đó là cái cụm Corsa Cota 15. Thì khi mà có cụm Corsa Cota 15 thì rồi thì coi như là chúng ta đã có một cái dàn trước thì thật là chuẩn. Phục thì phục về X150 đi kèm hai bộ kiềm phục luôn. Thế là tha hồ chạy là không xả lắc. Thì nhiều người hỏi cái kiềm phục này là gì. Thật ra thì cái bộ phục của chúng ta thường là sẽ bắt bằng hai điểm trên, hai điểm dưới. Thì nếu mà có thêm cái kiềm phục, nó sẽ có thêm một cái điểm để mà tránh cái sự dao động giữa hai cái phục này nó có dịch chuyển nó lệch nhau. Thì đó là cái ưu điểm của cái bộ kiềm phục. Thì có cái bộ kiềm phục này khi mà chúng ta chạy tốc độ cao hay là những cái khúc cua hay gì đó thì nó sẽ bớt những cái chấn động rung hơn. Rồi thì ở đây thì nó chỉ là lặp lại một cái chuyện cũ là gắn bộ phụ ghế 150 thôi, nhưng mà cái mới ở đây chính là cái gì? Mình lần này mình đã thiết kế là mình sử dụng cái bộ ghi đông zin của Raider Sachia. Tại vì cái ghi đông của cái con mà Sport ghế R150 nó quá thấp. Nhiều khách hàng phản ánh là nó sẽ hơi nặng, kiểu như là nó hơi thấp á, ngồi đau lưng các kiểu, nên mình quyết định là mình sẽ làm cái cục chuyển đổi từ phụ ghế 150 thành ra cái ghi đông zin của Sachia. Thì nguyên cái cục nhôm này mình CNC sau đó là bắt chuyển đổi lên, và cái cầm zin của con Sachia mình cũng đã xử lý bằng cách là làm cho nó thành cái loại xài khóa để siết đó. Cái này là xong khi mình móp nó xong, thì hiện giờ là mình có một cái tư thế lái rất là thoải mái, khi nó còn cao hơn zin được khoảng 5 phân. Tay lái cao hơn zin 5 phân khiến chúng ta là có tư thế ngồi là sẽ thoải mái hơn và chạy sẽ dễ chịu hơn. Thì dĩ nhiên là khi mà chúng ta thay cái bộ này lên thì nó sẽ bị hơi thiếu dây, thiếu vừa dây dầu thắng nè, vừa cả dây ga, nên cái đó sẽ phải thay đồng bộ thôi, nên sẽ thay dây dài hơn. Còn về dây điện thì nó đơn giản thôi, dây điện thì nó có độ trùng rất là nhiều nên mình chỉ cần cho nó thêm ra thôi. Dây côn cũng vậy. Rồi thì đi kèm với lại một cái con xe đó thì không thể nào thiếu cái cụm côn Accosato. Tại vì xe này lên bộ nội độ thì khi mà thay lò xo độ nó sẽ rất là nặng, nên thay bộ này vô thì nó sẽ giống như là zin trước khi mình thay lò xo độ á. Rồi ngoài ra chủ xe muốn một cái gì đó độc lạ hơn, thì lúc đầu thì chủ xe muốn quyết định là sử dụng cái bộ trợ lực GBA. Nhưng mà cái trợ lực GBA mà gắn dưới kia thì nó thứ nhất là nó hết hàng, với lại thứ hai bây giờ nó cũng không sản xuất nữa, nên đã quyết định sử dụng một cái đồ gì đó cho nó độc hơn. Đó là chính xài cái hãng Mubo của Italy. Thì cây trợ lực Mubo này có giá là 8,1 triệu, rồi thêm kèm với lại bộ bát CNC. Đó, thì nói chung là phần trước thì coi như là rất là ổn định rồi. Khi mà đi phục lớn rồi đi cùng đồ chơi rồi đi cả cùng con các kiểu là thấy ngon rồi đó. Rồi bây giờ bắt đầu ra tới phần sau. Phần sau thì không thể thiếu đó là chúng ta phải chơn một set của bộ Yoshimura mà bản Titan. Những lon Titan này màu rất là dịu con mắt. Có nghĩa là ở giữa là hơi ngã vàng, vàng đậm rồi bắt đầu ra màu tím. Thì full này là full set full cổ luôn, thì vô kèm với nội công ESU của BRT là coi như là khói động cơ này đã có thể đạt được khoảng chắc cũng khoảng 19-20 ngựa rồi đó. Rồi phía đằng sau thì lên đĩa lớn. Lên đĩa lớn và làm bát CNC đi heo Brembo 2 bit đối xứng, logo nhỏ zin tháo xe. Và phía đằng sau thì chỉ rất là nhẹ nhàng, mình đi lại bên đặt zin của nó thôi. Thế là coi như là hoàn chỉnh.
sơn lại khuôn dạng áo và lên một bộ tem nổi bật. Rồi đây là một con xe chia mà thời gian mình làm cũng hơi khá lâu á, tại vì mình còn phải sơn dạng áo và các thứ nên nó sẽ cũng hơi lâu tí xíu. Bây giờ mình sẽ quay lại cái phía bên đây để cho mọi người xem. Vô thêm cái hàng sam của cái cột ISS. Vậy là coi như hoàn chỉnh rồi. Không có gì nhiều. Như đó thôi thì cũng hơi mệt nhức đầu rồi đó. Như vậy là nhức đầu rồi. Như vậy là đủ chơi rồi đó. Này là đủ chơi bao đi ăn Tết luôn rồi. Bao ăn Tết, bao chơi vui vẻ. Rồi chào mọi người. Xe ở chẳng bàn nha mọi người.